Ở nhà thì hôm nay mình bơm nước tưới cây, sẵn bơm nước lên cái phi để pha cái canh dưỡng này tưới luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ pha cái canh dưỡng, thì cái ca này 240 lít, thì mình pha 500 ml canh dưỡng vô ha. Thì bây giờ là 240 lít, thì mình pha 500 ml, thì 2 ml 1 lít nước, đơn giản ha. Cũng như là cái thùng bê đó là 20 lít, thì mình pha 40 ml. Còn cái thùng nước đá, cái xô nước đá này thì 5 lít thì mình pha 10 ml, vậy đó ha. Cứ 20 ml 1 lít nước là làm tới ha. Thì bây giờ mình pha, cách pha đơn giản ha, là 20 ml 1 lít nước. Thì cái này một cái chung này là 100 ml, thì mình pha 5 chung. Bây giờ sao mà thấy cho nó minh bạch ta, đổ luôn rồi. Vậy đi ha. Một chung. Hai chung. Ba chung. 4 chung. 5 chung ha. Trời ơi, cái tay thấy ớn luôn rồi. Rồi xong đậy lại rửa luôn. Ây da, thấy gớm luôn rồi. Rồi cái thùng này bị bể luôn rồi. Lũng luôn rồi. Rồi thôi, bây giờ là khuấy thôi cả nhà. Rồi khuấy đục ngầu luôn rồi. Giờ bật motor. Lên màu đen liền à. Ổn. Đó, nó lên màu đen thùi nè, ok nè. Cây nào cũng tưới ha, cây nhỏ, cây to, cây nào cũng tưới hết. Kiển nào cũng cho nó ăn hết ha cả nhà. Rồi xúc rồi. Xúc ống hết dây rồi. Thôi xin dừng video đây ha. Chúc cả nhà vui vẻ. Tắt máy. Xin chào ha. Chúc cả nhà vui vẻ. Thì mùa này của bác chị cứ canh dưỡng tưới hoài cho mình ha. Được non ra lần 2 là bắt đầu tưới. Rồi rong cành chừa lá lại cũng tưới bình thường ha. Thôi xin chào.